Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Sập Gỗ Nguyên Khối. Nói về dòng gỗ cẩm thì chúng ta đã quá quen thuộc với dòng gỗ cẩm của Việt Nam và Lào như cẩm lai, cẩm chỉ và cẩm sừng. Nhưng hiện nay dòng gỗ đấy thì cực kỳ là quý hiếm và giá thành của nó cũng rất là cao. Cho nên một dòng gỗ nguyên khối được nhập khẩu từ Nam Phi, một cái tên khá là xa lạ với người dùng gỗ nguyên khối ở Việt Nam, đó là dòng gỗ cẩm hồng, là một lựa chọn thay thế cực kỳ chất lượng cho các sản phẩm gỗ Việt và Lào. Và hôm nay em xin chia sẻ đến các bác một số ít các kiến thức chuyên sâu về dòng gỗ này. Xin mời các bác theo dõi video. Nói về gỗ cẩm hồng thì chúng ta biết đến như là một dân chơi mới nổi tại thị trường Việt Nam. Gỗ khi mà xẻ ra thì có màu hồng, sau khi mà tiếp xúc với không khí thì dần nó sẽ chuyển sang màu đỏ đâu như trên màn hình các bác đang thấy đây. Gỗ cẩm hồng thì cũng sở hữu nhiều loại vân khá là đẹp, vân mây, vân hoa, và như tấm này là vân chun 3D. Và vân chun 3D như thế nào thì em xin chia sẻ với các bác. Đó là khi mà ánh sáng chiếu vào mặt sập thì vân của nó sẽ ánh lên khá là đẹp, sáng. Đó gọi là vân chun 3D. Mà ở các tấm gỗ giả, không phải là gỗ nguyên khối, thì sẽ không thể nào mà có được kiểu vân như thế này đâu các bác. Cẩm hồng thì chống chịu với thời tiết của Việt Nam khá là tốt. Chất gỗ đanh chắc, thớ mịn, và tôm của nó khá là nhỏ này các bác. Trọng lượng của gỗ cẩm hồng thì cũng nặng tương đương với gỗ lim. Nó rơi vào khoảng 1 tấn 1 đến 1 tấn 2 một khối. Và gỗ cẩm hồng chắc chắn sẽ là lựa chọn khá là hợp lý cho các bác yêu thích đồ gỗ nguyên khối, bởi vì giá trị của nó khá là bình dân so với các dòng gỗ cẩm Việt và Lào. Vì sao nó bình dân? Bởi vì nguồn gỗ cẩm hồng tại rừng nhiệt đới Nam Phi cũng còn khá là nhiều, nó đáp ứng đủ các nhu cầu cho người dùng gỗ nguyên khối tại thị trường Việt Nam, cho nên giá thành của nó khá là rẻ. Còn các dòng gỗ cẩm Việt và Lào thì hiện tại cực kỳ khan hiếm, cho nên giá thành của nó được đẩy lên quá cao các bác. Nếu các bác đang có nhu cầu chơi đồ gỗ nguyên khối, sập gỗ, bàn ăn K3, bàn tròn, sofa nguyên khối thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0397580166. Ngoài sản phẩm gỗ cẩm hồng ra thì bên em còn cung cấp các sản phẩm gỗ nhập khẩu Nam Phi khác như gỗ hương vân, gỗ gõ naga, vâng. Nếu thấy video hữu ích thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các video tiếp theo bên em, và giúp em có động lực ra các video hữu ích khác cho các bác. Một lần nữa xin cảm ơn các bác đã xem video.